Rồi sau khi chia tay với thác Bản Dốc, mình lại đi đến với động Ngườm Ngao. Động Ngườm Ngao nằm trong lòng núi của Bản Thô, nằm ở xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, cách thác Bản Dốc khoảng 5 km. Trên đường đi vào động Ngườm Ngao, bạn sẽ đi ngang qua một làng đá cổ. Mấy cô đã đánh gì? 14 cái nhà thôi. Dạ, hôm mới thì nó cũng phải đá rồi. Làng đá cổ kỳ, cùi kỳ. Làng đá xây cái nhà kìa. Làng đá cùi kỳ. Làng đá cùi kỳ. Được cái làng đá Củi Chi này là được UNESCO công nhận luôn rồi đó. Động này mình sẽ phải mua vé. Trước khi vào động mình sẽ phải mua vé nha mọi người. Trước khi vào động thì mình sẽ thay đồ, trang bị đèn của bên ban quản lý, với lại mình thay giày thành dép. Dép thì người ta bảo là mình sẽ phải đi suối, còn quần áo thì có cái dạ quan, tại vì đi ở trong động nó hơi tối một tí. Đây, các bác nhìn vào em nhá, động Ngườm Ngao. Ngườm Ngao. Ngườm là cái động, đúng không? Ngao là con hổ, ngao là con hổ. Động Ngườm Ngao là hang hổ. Động Ngườm Ngao cũng được coi là một kiệt tác thiên nhiên mà ban tặng cho cái vùng Cao Bằng. Nó hấp dẫn không chỉ với khách trong nước mà còn tất cả các du khách quốc tế. Nó ẩn mình trong một ngọn núi hùng vĩ của Bản Gươn, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh ở Cao Bằng. Hang động này có lịch sử hình thành cách đây cũng khoảng 300 triệu năm. Cái cột giống như là của chủ. Khu ruộng bậc thang. Ồ, hay nhỉ. Giống cái điệu của người Hơ Mông á. Dạ. Tự nhiên nó là nó hình thành như vậy hay nè. Lúc mới vào thì mình cũng nghe cái cô bán vé hướng dẫn viên ở cái động này, cô nói cổ là người Tày á, từ nhỏ lớn cổ sống ở đây ngày xưa, cái tuổi Trung Quốc mà nó qua nó cuộc chiến tranh biên giới đó. Thì tất cả những cái người Tày mà ở cái khu vực này á, họ đều vô đây, đều vô cái động này họ sống, họ trốn. Và cái tuổi Trung Quốc nó không biết, cho nên là cả một cái làng họ sống được ở trong cái động này đó mọi người. Đúng là hay thật. Và một khúc giữa của cái động nó sẽ có một khu vực mà mọi người sẽ phải chui xuống một tí xíu. Rất đặc biệt nha.
mình vô trong cái động người ngao này một cái không gian vô cùng rộng lớn. Đây kín riêng đáng đúng là tạo quá bạn tặng cho cái hệ thống nhũ hay độc đáo vừa mọc từ ở trên xuống rồi nó mọc từ ở dưới lên nữa nha. To nhỏ rồi nó tạo hình tất cả những cái hang động mà cái vật nhũ thì khi nó tạo cho mình cái cảm giác hình dài đủ thứ để mình tưởng tượng. Hey, nó giống như cái ruộng bậc thang đó, nước nó chảy xuống. Này có hàng đi sâu rồi trong động cái vẻ đẹp nó càng quyến rũ nha mọi người. Có nhiều cái ngóc ngách chỉ một người đi lọt thôi và mình phải đi hết sức cẩn thận. Cái đá nó cũng chơi ở cái khu vực này, khu vực bên trong của cái đoạn mới này người ta chưa có làm đường cho nên là mình đi gần như là còn nguyên bản ấy. Đội suối rồi lên đèo vô đá rồi là nó còn nguyên bản trong cái động luôn. Dự bị mà trên sát hết liệu dầu bị tèo vết khấu thâm rồi cầm cầm có mì cần mà bà còn là giờ cũng nhiều không đẹp quá nè. Đẹp từ hiện nay thì có wifi miễn phí ạ, em có ứng dụng wifi để kết nối wifi để cắt đá trước hai đấy, cả nhà sẽ thấy có điểm có khối đá màu đỏ đấy, đó là khối xanh màu đỏ đấy, bên cạnh đó có khối đá màu trắng đấy, màu vàng đấy, rồi một cái màu đen ở đây cả nhà, đó là ở đây sẽ xuất hiện khoảng hơn đây là một sắc đá khác nhau, trời trời đá quý, lên tổng thể tổng như thế. Kia đấy, chị nghe tiếng suối đấy. Ở trong lòng động thì đá tạch anh nơi đây rất là nhiều màu. Mình thấy là có như là màu tím, màu xanh, màu cỏ, màu trắng rồi vân vân. Trong động thì cái nhiệt độ nó lại tốt hơn bên ngoài nha. Nhiệt độ bên trong rất là mát. Ok, đã tìm được con hổ rồi. À, đây, đã tìm được con hổ rồi mọi người ạ. À, thì ra là cái động này là của con này đây. Thông báo với mọi người là đã tìm ra được con hổ rồi nhé. Đây, đây con hổ đây, soi cái đèn này. Đây, con hổ. Đây. Đi đã tìm được con hổ rồi. Đây. Đây con hổ nha mọi người. Nó đẹp quá nhỉ. Nó ha, ha. Nó như những cái ruộng bậc thang ấy. Có một tuyên truyền rằng nơi đây trước kia là nơi sinh sống của rất nhiều loài hổ dữ, hàng ngày chúng vào cái bản của người dân để bắt gia súc của người dân địa phương, sau đó trở về trong hang này sinh sống. Nhưng sau đó người dân đã bắt hết hổ và cuộc sống trở lại bình thường. Chính vì vậy mà người Tày ở đây mới đặt cho cái tên động
là ngườm ngao. À, cái ngườm ngao nó cũng có thêm một cái tên rất là hay như vậy nha mọi người. Ở trong động á, mình đi chút xíu mình sẽ thấy một cái tượng nó giống như là con hổ vậy đó. Cái đá nó xếp hình lên có cái bóng nhìn giống con hổ. Mà những cái tiếng suối ầm mỹ ra, người ta tưởng tượng nó giống như là tiếng của con hổ. Một cái mình đi vào một cái hang động ngườm ngao là mình thấy lội qua một cái suối như thế này nha mọi người. Lội suối như thế này quá đã mọi người ạ. Lội suối ở đây thì cảm giác nó lội suối thì rất là thích nha. Suối thì nó mát, mình len lội dưới mấy cái đá cội á, và nó có rất nhiều cái khu vực nó chảy mạnh, mà cũng có nhiều khu vực cũng sâu lắm nha. Theo như người hướng dẫn viên ở đây người ta nói thì động ngườm ngao là nó có hai mùa, từ tháng 5 đến tháng 9 là khoảng thời gian mùa mưa, thì trong đây lúc nào nó cũng có thạch nhũ và có nước mang đến cho bạn một cái vẻ đẹp rất là nhiều. Ở dưới cái tầng khói thạch nhũ đều chứa những cái giọt nước còn đọng lại, không khác gì một cái bầu sữa. Vào thời điểm mùa khô đó là từ tháng 10 cho đến tháng 4. Đây cũng là khoảng thời gian mà Cao Bằng bước vào cái mùa khô, vì vậy việc di chuyển ở trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp của hang động. Khoảng thời gian này cũng là lúc mà du khách đến Cao Bằng cũng tương đối nhiều. Hết rồi, chị phải cảm ơn cái thằng Tây kia. Cảm ơn chứ. Cảm ơn chứ. Mực nhé. Ơi. Này đây 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 đây. Sáng rồi. Đặc biệt là cái động này nó có hai cái tầng nha. Cái tầng ở trên á, rất là đặc biệt nha. Mình đi nhiều động mà cái động nó lại có tầng nha. Cái động cái tầng ở trên nó có những cái ruộng, cái ruộng bậc thang, nó giống như là cái ruộng bậc thang với mọi người. Kỳ lạ lắm đó, rất là kỳ lạ. Thật là mà nhìn một cái không gian, một cái không gian nó giống như cái khu vực khảo cổ ấy, nó kỳ bí vô cùng. Cái mảng ấy không hiểu là tại sao lại hình thành được cái kiểu như thế này. Cái này, cái kia. Cái này giống như là khảo cổ ấy nhỉ? Ờ. Cái này giống như khu khảo cổ. Đấy, hay là những cái đám ấy. Hay nhỉ? Trông như là khai thác của Hoàng Thành. Ừ, đúng rồi, Hoàng Thành Thăng Long. Đấy, trời ơi, như là tinh nguyên. Ừ, cái này làm từng bậc thế này này. Sao nó có từng bậc thế này nhỉ? Được nhỉ? Nhỉ? Đó là ngày xưa ấy, thì nước cũng chẳng đầy chung. Không thể nào tưởng tượng được. Ôi, gái ở cửa hàng kìa. Ôi dồi, gái cửa hàng kìa. Ôi, cửa hàng hoành tráng quá mọi người ơi. Cửa hàng quá hoành tráng luôn. À, vậy hả? Đây là cái cửa hàng nha mọi người. Đi lại được cái cửa hàng rồi đấy. Leo này.
vội hơn xuân còn nắng. Mùi có đều công thuần theo đây, nồng cháy bóp mặn khóc, cháy bóp cào phông on. Có đờ mần phông con, rũ gà mần phông sò đào đen. Ui, đây, nguyên cái cửa hàng đẹp thế này. Cửa hàng đẹp thế. Đó là kết thúc tham quan hang động người Ngao ở đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đấy, nguyên cái cửa hàng đẹp lắm. Chúc mọi người có một chuyến tham quan thật là thú vị. Sau chuyến đi này mình sẽ trở về Hà Nội để mình thăm trước chùa Đậu. Và tạm biệt mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người.